Honda Winner 150, làm đầu lòng là tiệm xe Khánh, bao êm nha anh em. Anh em nào chạy Winner 150 đầu lòng bị keo, cứ qua tiệm xe Khánh nha. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Khánh nhận làm đầu lòng cho anh em, bao êm nha anh em. Đầu lòng nồi. Có nhận được cấp máy lên full 150, 175, 200, 250 nha anh em. Winner 150 anh em ha. Máy bao êm. Anh em ở xa có thể liên hệ Khánh để mua phụ tùng ha, hoặc gửi xe để Khánh làm. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Rồi, chào tất cả anh em.